Mời bạn lắng nghe truyện ngắn Đèn Dầu của tác giả Quang Nguyện, giọng đọc Trần Ngọc Sang. Chẳng biết cái bông tràm nó nở vào tháng nào mà màu vàng tơ đã trổ rộ kín cây. Những chùm bông lả tả đổng đảnh trước gió lùa phe phẩy, rồi ngắm mình dưới con nước trong xanh, chẳng có chút hương nào. Xung quanh chỉ cây tràm dày đặc, những tán lá như quàng tay đan nhau đến tùm rậm rạp. Mắt nhìn lên mà chẳng thấy khoảng rộng của màu xanh da trời. Tiếng khua chèo ì ục, tiếng xuồng nhỏ vội lướt như con cá vẫy, tạo ra và chia đều hai đường sóng đôi bên. Những tiếng lá cây va vào nhau nghe lung lay xào xạc, ếch nhái nhảy lủm chủm và tiếng quẩy mạnh của những con cá to. Mùa nước nổi năm nay lớn hơn những năm trước, cả cánh đồng lên láng chỉ một màu trắng tinh. Những gò cao đã bị nước nhấn chìm, chẳng còn thấy màu xanh của ngọn cỏ nhú lên. Cũng chẳng biết lục bình từ đâu mà lềnh bềnh trôi dìa, từng đám tách rời rồi tụ lại như một cuộc hội ngộ đã có hẹn từ bao giờ. Chiếc xuồng vừa rời khỏi rừng tràm, hiện ngay trước mắt là bầu trời trong xanh thật quang đãng nhẹ nhàng, từng đợt gió vù vù tấp da thịt lạnh ngắt. Chiếc xuồng đi chậm chậm tới vùng rộng mênh mông, nhìn xa xa nó như một dấu thiên di, với nền trời là những tầng mây trắng. Từng ngọn sóng to nhỏ nối tiếp chồng lên nhau, chúng tới vỗ ào ạt vào chiếc xuồng lắc lư. Mấy đám lục bình như những chiếc phao xanh, chúng cũng trôi nổi như phận người bên dòng đời quá vội. Chỉ mới có hơn tháng 8 mà vùng hạ lưu từ sông Mekong đã thương nhớ đồng bằng. Chúng gửi theo tâm tình bằng những dòng nước ngọt có mùi vị phù sa mang tặng cho thổ nhưỡng, và dồi dào thủy sản như món quà thăm hỏi đến vùng đất đồng bằng. Cho nên bây giờ, con nước ròng nước lớn, cánh đồng mênh mông như hóa thành biển cả. Việc đánh bắt cá cũng đang bắt đầu tấp nập từ lúc nước đầu mùa mới tràn về. Tiếng huýt sáo yêu đời lòng lòng giữa không gian đầy tĩnh lặng. Chiếc xuồng vẫn tiếp tục hì hục bơi, tìm điểm thích hợp để giăng lưới đánh bắt cá như những năm đã vừa qua. Tôi thoáng nhìn lại sau lưng, bỗng giật mình reo lên. Trời ơi! Tôi đã đi xa lắc xa lơ rồi, mà cái hướng về nhà là hướng đường chân trời dài thăm thẳm ở phía trước. Ước tính tôi cũng đã qua đến cả mấy cánh đồng. Cũng do mùa nước nổi nó nhấn chìm tất cả, xung quanh chỉ toàn là màu nước, chẳng định hướng được nó xa đến chừng nào. Chỉ biết phía tít tắp ấy là nơi để trở về. Mùa nước nổi của những năm trước, tôi chỉ loay hoay đặt lưới trong phạm vi gần nhà. Thế mà năm nay lại có quá nhiều người cùng giăng, những cây sào nhô lên đứng san sát, nối liền nhau thẳng hàng. Bởi vì việc tập trung đông đúc như thế này, cho nên chiến lợi phẩm thu về không gọi là khấm khá. Tôi nghĩ cái chuyện đi xa đến nơi chẳng có ai thì việc đánh bắt sẽ đầy ắp khoang xuồng. Cũng chẳng biết ai đưa đường dẫn lối mà lại trôi dạt tới một nơi xa lạ. Xung quanh không có một bóng người, chỉ riêng một mình tôi với chiếc xuồng nhỏ giữa cánh đồng nước rộng. Phía bên kia gò cao là cái nhà sàn lẫn vào trong đám cây mai dương và những đồi cỏ hoang. Ở trước có những cây điên điển gầy guộc, bông vàng nở rộ làm nổi bật hết cả một hướng. Cái căn nhà sàn có khói bếp đang tỏa, tôi hiểu đó không phải là nhà hoang, chắc chắn có người đang sinh sống. Nhưng vì sao lại chỉ có duy nhất một cái nhà giữa vùng đất hoang vu vắng vẻ như thế này? Tôi quyết định giăng lưới tại nơi đây. Dù sao cũng có căn nhà để làm dấu, khi quay trở lại tôi dễ tìm ra mà chẳng sợ lạc hướng như những nơi trống rỗng chẳng có điểm mốc nào. Tôi bơi xuồng tiến thẳng về phía có căn nhà, tình cờ gặp một cô gái ngồi trên chiếc cầu ván bắt ra đang cặm cụi giặt giũng. Cái tạng người nho nhỏ với mái tóc dài đen lấy, chiếc nón lá che nghiêng khuất hết cả gương mặt. Cô đang gục xuống, miệng ngân nga câu hát, tay vò những chiếc áo mà chẳng để ý đến những gì xung quanh. Đặc biệt
là tiếng khua chèo của xuồng tôi đang chuẩn bị sắp tới. Càng gần, tiếng động khua càng lớn. Cô gì ơi, cô ơi, cho tôi hỏi, tôi giăng lưới ở nơi này, liệu như thế có được không hả cô? Cô ngước mặt lên nhìn. Ôi, cô có một nét đẹp rất bình dị, chút đậm đà của con gái sông nước, lời nói nhẹ nhàng trong trẻo như mặt nước gần đều những lăn tăn bé tí. Nụ cười duyên dáng e thẹn, lúng liếng đôi má tròn. Không được đâu anh ơi, trước mặt là con sông, mà sông thì sâu lắm, làm sao cây sào lưới cắm tới mà nhô lên cao đây? Huống hồ gì lâu lâu cũng có vài chiếc ghe chạy ngang, giăng ở đây thì rách lưới hết. Thủng thẳng anh ra phía trước mà giăng, hoài hoài mới đúng là ruộng lúa. Tôi lấy cây dầm đo thử, quả thật đây là con sông, nó sâu đến hun hút. Nước ngập trắng xóa, tôi nhìn đâu đâu cũng thấy như nhau, chẳng biết đâu là sông, đâu mới là ruộng lúa. Cảm ơn cô nhiều nghe, tôi sẽ đến đó. Lát nữa hôm ấy anh cho em đi chung với, em ra ngoài hái rau muống đặng đem về nấu canh chua cho tía ăn. Anh tấp xuồng vô đây đi, chờ em chặt xong rồi em ra đi chung với anh hen. Tôi chèo xuồng tới, buộc dây vào cái cầu ván nơi cô đang ngồi. Cô đặt cái thau xuống rồi đứng dậy giang tay hái những chùm điên điển non ngọt đang đổng đảnh trên cành. Tôi lấy cây dầm đưa lên quặng cành xuống thật thấp cho cô dễ dàng hái. Những bông điên điển nằm gọn trong bàn tay trắng nõn. Cô cho vào chiếc nón lá, khẽ cười rồi bước đi lên nhà. Anh hai chờ em một chút nghe. Tôi cười nhìn theo cái dáng đi của cô trong chiếc áo bà ba màu tím hoa cà. Tôi nói thầm trong bụng, cái xứ khỉ ho cò gáy này mà là có một người con gái xinh đẹp dịu hiền nết na, như vậy thì thiệt tình là chẳng tin vào mắt của mình được. Anh hai, anh hai. Mình đi anh. Mình đi. Nãy anh nghĩ gì trong đầu mà nhìn lên cây điên điển rồi cười mình vậy? Tôi đang suy nghĩ không biết về rồi có còn nhớ hướng để tới đây không nữa. Ủa, mà anh hai ở đâu tới đây giăng lưới con mình vậy? Nhà tôi ở tận xóm Gò. Xóm Gò? Phải rồi, cô cũng biết xóm Gò sao? Dạ, chẳng là hồi đó em cũng hay sang xóm Gò bán rau muống lắm. Cũng mấy mùa nước giống vậy nè. Xóm Gò thì xa với nơi này lắm, ở phía hướng kia kìa. Hồi đó em phải chạy ghe máy đi, chứ chèo xuồng không có nổi, cũng chả biết chèo chừng nào cho tới được chỗ đó nữa. Vậy là cô cũng biết xóm Gò hả? Trời ơi mừng quá. Mà bây giờ cô còn mang rau muống lên xóm tôi bán nữa không? Chà, em nghĩ mấy năm nay rồi anh ơi. Mùa khô thì làm lúa, mùa nước thì đánh bắt cá. Lâu lâu cũng đem một ít cá mắm ra chợ xóm bán lấy tiền về đặng mua gạo. Mà em cũng sắp ra chợ rồi đó anh hai. Tía ủ được mấy lu mắm, đợi nấu xong rồi em mang đi bán. À mà thôi, mình đi đi anh hai, trưa trật rồi còn gì. Tôi mở dây xuồng rồi vội vã chèo đi. Chiếc xuồng lúc lắc và mái tóc dài chấm lưng của cô cũng thướt tha dập dìu. Cái dáng nhỏ nhỏ xinh xinh in xuống dòng nước như hai nàng tiên đang cười đùa khúc khích. Đôi bàn tay mềm mại ngắt từ ngọn rau muống non tơ, xanh mơn mởn ở dưới nước. Anh hai giăng ở đây đi, cá nhiều lắm đó. Tại nguyên cái khu vực này chả có ai giăng lưới ngoài tía của em hết. Mà sao anh hai từ miệt xóm Gò lại ra tới tận cái chỗ này mà giăng lưới vậy? Không biết sao mùa nước năm nay quá trời người đánh bắt cá, hầu như ai cũng tập trung ở chỗ đó. Tôi sợ không có cá mới sang đến tận đây. Ủa, mà cô tên là gì vậy? Dạ, em tên là Út Diệu. À, còn tôi tên là Thuận. Mà tôi không phải thứ hai đâu, tôi tới thứ năm lận đó. Dạ, anh Năm. Rồi cô Út sống ở đây với gia đình hay sao? Dạ, em sống với tía, chỉ có hai tía con em nương vào nhau mà sống thôi à. Ở đây chắc buồn hơn xóm Gò phải không cô Út? Bởi nhìn đi nhìn lại chả có căn nào ngoài nhà của cô Út ra. Dạ, ở đâu thì quen ở đó thôi anh Năm. Ngày em mới về đây cũng thấy buồn, tại cái chỗ này nó vắng vẻ điều hiu dữ lắm. Nhưng mà sống riết rồi cũng cảm thấy quen à. Rồi cô Út từ đâu mà về đây? Dạ, tía em quê ở Bạc Liêu, rồi lên miệt này mua đất đặng mừng ruộng. Rồi sao mình phải lên tận chỗ này để mua đất vậy cô Út? Dạ, tại ngày xưa tía đi bộ đội ở đây rồi cưới má, cái sống luôn cho tới tận bây giờ đó anh Năm. Vậy là quê ngoại của cô Út là ở đây hả?
Dạ phải anh Năm, mà nhà ngoại em ở xã khác. Vậy sao tía cô Út không mua đất ở trong xóm Gò để sống gần với chòm xóm đông đúc tối lửa tắt đèn có nhau, mà lại chọn một cái chỗ điều hiu quạnh quẻ, đồng không mong quạnh như vậy mà sống? Dạ tại ngày xưa đất ở xóm Gò không có nên mua tạm ở đây, chứ sau này em với tía cũng bán để mà về xóm Gò ở thôi à. Vậy ở trong xóm Gò cô Út có quen với nhà ai không? Dạ em thì biết mỗi cô ba ở ấp giữa. Hồi đó em hay chở rau muống lên để bán cho cô ba, rồi có quen biết. Tía thì biết nhiều lắm, tại hồi đó tía đi lính nên có nhiều bạn bè ở cái miệt này. Nhưng mà lâu quá không gặp nhau, rồi cái thất lạc cho tới bây giờ luôn đó anh Năm. Cô ba ở ấp giữa? Dạ phải, cô ba cổ vui tánh mà lại tốt bụng nữa. Nhớ có lần em lên đó bán rau muống, trời đất, tới nơi cái ghe bị hư máy, em với cô ba phải đi lên xa tích mù, nên cô ba cổ hỏng có cho em chèo ghe về, sợ nguy hiểm, phận liễu yếu đạo tơ nữa. Một thân một mình trên cánh đồng mênh mông nước, trời thì lại tối thui. Cho nên cô ba cổ bắt em phải ở lại để sáng hôm sau chờ sửa xong rồi mới chạy ghe về. Người xóm Gò của anh Năm tốt bụng dữ thần à. Em là người lạ, chả bà con thân thích gì, mà coi như là con ruột ở trong nhà, lại còn cho em mượn tiền để trả công sửa máy nữa chứ. Em định bụng hôm nào vào chợ em sẽ ghé xuống thăm cô ba, mang biếu cô chú một chút cá mắm để tỏ lòng biết ơn. Nhưng mà vẫn chưa có dịp đi, chỉ có mùa nước này mới có dịp đi bán cá mắm, chứ còn mùa khô em không có đi chợ trên đó, tại vì ghe hàng ngày nào cũng chạy ngang đây. Ở xóm tôi thì có quá nhiều người thứ ba. Cô Út có biết tên thật của cô ba đó là gì không? Dạ em cũng không có rõ cho lắm, chỉ biết nhà cô ba cổ có nuôi heo, cứ vài ba hôm là em lại mang rau tới bán. Thì xóm của tôi nhà nào mà không có nuôi heo? Cô Út nói vậy làm sao tôi biết cô ba đó là cô ba nào? Dạ tình thiệt là em không có rành lắm á anh Năm. Khi nào em ra được chợ em chắc chắn sẽ đi thăm cô ba. Thiệt cũng thấy nhớ cô ba lắm chứ, mà mỗi lần gặp cô ba thì em ngại muốn chết à. Ủa sao gặp cô ba mà cô Út lại ngại? Dạ thì lần nào gặp cô ba cô cũng hỏi chịu làm dâu nhà cô không. Lâu quá rồi em không còn được nghe câu hỏi đó nữa, nhớ dữ thần luôn á. Vậy cô ba đó có ý muốn cô Út làm dâu đó? Cô Út ngại chắc là thấy trong bụng cũng ưng nên mắc cỡ đúng không nè. Ủa mà nói vậy là cô Út chưa có chồng hả? Dạ thì em nói rồi mà, em sống chỉ có hai tía con. Lấy đâu ra chồng chứ. Cái anh này. Mong rằng sau này cô Út về xóm Gò ở sẽ là hàng xóm của gia đình tôi. Được vậy thì còn gì bằng, phải không cô Út? Dạ thiệt ra em cũng thích xóm Gò hơn mấy xóm khác, tại ở đó có cô ba. Em coi cổ in như má của em vậy á. Em mồ côi từ lúc mới lọt lòng, thấy cô ba cổ thương em vậy làm em xúc động quá chừng. Chắc chỉ là lòng tốt của người dân quê đó thôi cô Út ơi. Gia đình nào gặp người lạ khó khăn trong trường hợp đó cũng đều như vậy hết à. Cô không còn cười nữa, chỉ dạ một tiếng rồi lặng lặng hái rau muống bỏ vào trong khoang xuồng. Tôi tiếp tục giăng lưới, đôi khi mắt liếc sang nhìn cô đang loay hoay từng cử chỉ dịu dàng trên chiếc xuồng bé nhỏ. Anh Năm ơi, anh Năm xong chưa? Em hái rau xong rồi đó. Ừ, cô Út chờ tôi một lát, tôi lên để đưa Út vào bờ nghe. Tôi leo lên xuồng với phần dưới ướt mem, tay lấy cây dầm chèo về hướng nhà cô. Chà, cô Út hái nhiều rau muống quá hen. Dạ, tía em thích ăn canh chua vào mùa nước nổi, đặc biệt á là nấu với rau muống nè, bông điên điển nè, bông súng, rồi với cá linh non đầu mùa nữa. Tất cả chấm với nước mắm mặn dầm ớt. Chù cha, tía khoái món này lắm anh ơi. Chiều nay hoặc chiều mai tôi trở lại đây để thăm lưới. Tới nơi rồi chắc trời cũng chập tối. Vậy tôi có thể vào nhà cô Út để thăm bác trai được không? Dạ được chứ anh Năm. Nếu trời tối thì anh Năm phải đội theo chiếc đèn pin ở trên đầu, đặng thấy đường mà chèo nghe chưa. Cảm ơn cô Út đã nhắc nhở nghe. Lát về tôi sẽ chuẩn bị cái đèn pin. Dạ, rủi có tối quá mà anh Năm không có định hướng được thì cứ dòm xung quanh, coi chỗ nào có ánh sáng của ngọn đèn dầu lập lờ thì đó chính là nhà em, và phía trước là chỗ mà anh Năm giăng lưới. À, cảm ơn cô Út nhiều, tôi nhớ rồi. Dạ, tại em hay để đèn dầu ở phía trước cửa. Thôi, em lên nghe anh Năm. Anh Năm về cẩn thận hen. Tôi vẫn ngồi trên chiếc xuồng nhìn cô quay lưng đi khuất sau lùm điên điển rồi lặng lẽ chèo về. Được gặp và biết cô thì trong bụng cũng thấy mừng mừng.
cái nỗi xuyến sao nó cứ như con nước ròng nước lớn đang ngược về trong dạ. Nhưng nó cũng thăm thẳm điệu buồn của từng đợt sóng nhấp nhô, rồi vỗ về ào ạt dưới thân xuồng chênh chạp. Nhất là việc Út kể có cô ba nào đó ở xóm tôi thật tốt, ngỏ ý muốn cô về làm dâu. Dù sao Út cũng đã có nơi để yên thân gửi phận cho tương lai sau này. Mà tại sao tôi lại thấy buồn buồn khi nghe cô kể? Chắc có lẽ vì tôi cũng đã phải lòng cô từ những phút gặp đầu rồi. Tôi suy nghĩ miên man, chiếc xuồng lướt đi nhanh vùn vụt, quên cả cái mỏi tay đến khi về tới nhà lúc nào mà chẳng hay. Thấy má đã dọn cơm trưa ngồi cạnh ba bên nồi canh nóng hổi, có bông lục bình và rau nhúc trải đầy ở trên mâm, tôi đoán chắc thế nào cũng có thêm một tô mắm cá linh. Đó là món ăn ưa thích của tôi trong mỗi độ nước về. Cái bụng sôi ùng ục khi nghe mùi mắm ngon nó bay ra tận ngõ. Thằng Năm vào ăn cơm luôn, có bông lục bình với rau nhúc chấm mắm cá linh đây nè. Mà bay đã tìm được nơi nào để giăng lưới chưa? Tía hỏi. Dạ con giăng rồi đó tía. Mà con giăng ở đâu lận Năm? Má hỏi. Con cũng không biết đó là nơi nào, thấy không ai giăng thì mình giăng. Mà hơi xa đó má, phía dưới cánh đồng ngoài lận. Thôi vô ăn cơm, chuyện cá mắm thủng thẳng tính sao? Mới có đầu mùa, nước có hết đâu mà bay dội. À, đi xa là phải cẩn thận nghe Năm. Mấy năm trước á, má thấy xuồng ghe gì mà lật hoài hoài mỗi lần bão ập tới, nghe thôi cũng thấy nổi da gà. Dạ con biết rồi má. Chưa gì hết mà bà đã nói xuồng lật rồi ghe chìm. Tía nói. Thì tôi lo vậy đó mà, chứ mùa này cũng là mùa bão rồi còn gì. Dạ không sao đâu tía má cứ yên tâm, con chèo xuồng vững tay lái lắm. Ê chà, ui mắm cá linh ngon hết sảy vậy ta. Ờ ăn đi con, mùa nước năm nay lớn phải biết. Lục bình với rau nhúc trôi nhiều quá trời, hồi sáng tía mới ra bờ đê rồi sẵn hái luôn. Cái món này mà uống với một xì rượu đế, ôi trời trời trời, thì ngon tới mát trời ông đĩa luôn à. À mà tía má có biết cái xóm này á, có ai là cô ba mà nhà nuôi heo hay không? Chèn đét ơi, cái xóm này thì nhà nào mà chả nuôi heo mà mày còn hỏi hả Năm? Má trả lời. Nhưng có cô ba nào đó hay mua rau muống của một cô gái trẻ khoảng 20 tuổi, tía má có biết cô ba đó là cô ba nào không? Theo tía ở đây nhiều bà thứ ba lắm, họ đều mua rau muống từ người khác cho heo ăn, nhất là mùa nước nổi. Bay đi bộ đội có mấy năm về mà quên hết hàng xóm láng giềng rồi hả bay? Dạ không phải vậy đâu tía, tại con muốn hỏi cho biết thôi hả. Ủa mà khi không mày hỏi có gì không Năm? Dạ không có gì. Thôi mình ăn cơm đi. Thằng này hôm nay sao nó lạ vậy bà, hỏi chẳng đầu chẳng đuôi gì hết, biết đường đâu mà trả lời cho nó. Dạ không sao đâu tía, con hỏi chơi vậy thôi hả. Mày đó nghe, lo đi lấy vợ không lo, lo toàn mấy cái chuyện đi đâu đâu không hả. Trong nhà chỉ còn lại một mình bay thôi đó Năm. Bộ bay tính ở vậy với tía má suốt đời hay sao vậy con? Tuổi của bay á, người ta con bồng cháu bế hết rồi kia kìa. Má nói. Bay chịu con trúc con anh bảy cò ở xóm trên không? Nếu chịu á, tía cậy chú bảy từ đi dạm hỏi cho bay. Tía quên là con trúc con bác bảy nó sắp lấy chồng rồi hả tía? Ờ ha. Chà, vậy mà không nhớ gì hết trơn hết trọi à. Chắc là tía bay á, thấy con nhỏ đẹp người đẹp nết nên tiếc xui tiếc ngược, rồi cứ muốn nó làm dâu cái nhà này, tới nỗi quên mất nó chuẩn bị lấy chồng luôn hay gì rồi á. Má nói. Thôi mình ăn cơm đi tía má. Cái chiều đó tôi ra bờ đê ngắm nhìn con nước lớn. Phía chân trời xa xôi hoàng hôn xuống đỏ ửng, nó như gương mặt của cô Út thẹn thùng lúc hái rau muống. Tôi chợt hỏi. Nói vậy là cô Út chưa có chồng hả? Út khẽ cười rồi quay mặt qua hướng khác như tránh né cái nhìn từ phía tôi. Hoàng hôn trước mắt tôi bây giờ chẳng khác gì so với gương mặt của cô Út lúc ấy. Bỗng nhiên tôi chợt thấy nhớ Út, nhớ nụ cười hiền hòa, nhớ giọng nói êm ái như một bản giao hưởng nhẹ nhàng sâu lắng trôi chảy vào hồn tôi. Nhìn những chiếc xuồng nhỏ nối nhau ra về trong một buổi chiều nghiêng xuống đỏ ửng,
tôi lại muốn lấy xuồng mình ra mà hướng tới cái nơi phía chân trời kia. Tôi tiếc hùi hụi như những cánh chim đang bay xa vời vợi. Nếu chẳng phải vì trời dần sắp tối, chúng vẫn còn mãi mê rong chơi mà chưa chịu trở về. Nếu như cô Út đừng có cái cô ba ở xóm tôi có ý dạm ngõ làm dâu, thì tôi cũng sẽ ráng mà ngỏ lời đeo đuổi. Tôi nhìn ra phía chân trời, chẳng còn thấy bóng chim gì. Màu hoàng hôn cuối cùng cũng sắp tắt, để nhường cho màn đêm giăng kín, và xung quanh là những tiếng sóng vỗ, như nỗi lòng của tôi đang gọi tên ai đó trong khắc khoải mong chờ. Qua một đêm, những dòng suy nghĩ của tôi về cô ba nào đó, nó như con nước tràn về, càng lúc càng lớn mạnh thêm. Cái rạng đông nhô lên đỏ lờm phía chân trời tít tắp. Trời hừng sáng, những chiếc xuồng máy lạch bạch chạy ngang qua. Nhìn cái cảnh mùa nước nổi đang hiện trước mắt của buổi sáng sớm, tôi lại bồi hồi nhớ lại cái thời đi bộ đội xa quê. Nhớ màu bông điên điển vàng rộ cả con đê, nhớ cái mùi, cái vị cá mắm của những mùa nước nổi. Nằm ngủ ở giữa miền đất lạ, mà trong giấc mơ còn nghe tiếng sóng vỗ ào ạt, ngập cả tâm hồn ướt đẫm nỗi nhớ quê. Tôi cười dõi theo cánh chim trời, màu nước cũng dạ lên thiên thanh, rất gần như đất trời cùng hòa quyện. Xa xa, những con sóng dõng dạc cứ hồn nhiên như đứa trẻ đòi mẹ. Tôi rời bờ đê trở về nhà, chuẩn bị cho việc đi thăm lưới chiều nay. Rồi chiều cũng đến, tôi lấy chiếc xuồng chèo về phía xa tấp hoàng hôn, nơi ấy là nhà cô Út Diệu. Chiếc xuồng lướt vội, trời cũng tối vội vàng. Cái tháng 10 gì mà thời gian cứ như ngọn gió lướt. Cái câu ngày tháng 10 chưa cười đã tối, quả thật đúng y chang. Mới có chiều đây mà bây giờ xung quanh bao trùm một màu đen thâm thẳm. Chỉ có ánh sáng của chiếc đèn pin trên đầu là đang định hướng để tới nơi muốn tìm. Tiếng khua chèo và tiếng ếch nhái kêu ồm ộp lòng lòng quanh quẩn ở mãi giữa nơi này. Tôi nhìn xa tít phía trước, thấy có một đốm sáng đỏ rực. Tôi nhận ra đó chính là ngọn đèn dầu nhà của cô Út Diệu. Đúng hướng rồi, cứ thế mà chèo đi. Càng tới gần thấy ngọn đèn càng sáng tỏ. Hình như cái dáng của cô Út đang ngồi trên sàn nhà chải tóc. Vui quá, tôi vụt miệng gọi to: "Cô Út ơi, tôi tới nơi rồi đây nè." "Mèn đét ơi, anh Năm. Trời, sao anh tới trễ dữ vậy?" "Vì muốn đi trễ cho có được nhiều cá, chứ chăng xa mà chẳng có con nào, sợ về bị tía má rầy la." "Dạ, mùa nước này á, em thấy không ấy anh Năm sắm cái xuồng máy đặng chạy cho nó lẹ. À, chút nữa anh Năm đi gỡ lưới xong rồi ghé vô nhà em chơi một xíu nghen." "Ừa, cô Út đợi tôi một chút xíu ha." Tôi bơi xuồng ra, còn nghe bài vọng cổ trên chiếc radio được phát ra từ nhà của cô Út. Lâu lâu có giọng của một người đàn ông hát kèm theo, chắc là giọng của bác trai. Tôi đắc chí rằng thiệt là chẳng uổng công để tới đây, thành quả là cá quá nhiều đầy ấp trong khoang xuồng. Tôi bơi xuồng vô, buộc dây vào chiếc cầu ván, rồi vừa chạy một mạch vừa gọi cô: "Cô Út ơi, cá quá nhiều nè, ra lấy một chút để ngày mai nấu cho bác trai ăn." "Dạ, hay anh Năm lên nhà ngồi chơi, em với tía cũng mới đi gỡ về lúc chiều, cũng nhiều lắm á anh Năm. Anh Năm cứ đem về đi, nếu nhiều quá thì mình làm mắm, làm chả hay là phơi khô cũng đặng mà." Tôi leo lên nhà, gật đầu chào bác trai đang cầm chiếc radio với mái đầu bạc trắng. Được cô Út mời cho ly nước trà nóng thật ấm bụng làm sao. Trời nổi sóng đỏ rực, mỗi cái nháy sáng đều thấy rõ những gì ở xung quanh và báo hiệu một cơn mưa sẽ ập đến. "Trời sắp mưa rồi, tôi phải đi về thôi cô Út ơi." Bác trai im lặng từ nãy giờ bỗng nhiên lên tiếng, cái giọng như một tiếng ngõ để thay tiếng lời chào: "Đi xuồng mà mưa gió dày là không được đâu bay. Cứ để mưa qua rồi cháu hãy đi về. Về nửa chừng trời lại mưa, một mình giữa đêm hôm khuya khoắt dậy thì cháu biết phải làm sao đây." "Dạ, tía em nói phải đó anh Năm. Anh cứ đợi một chút coi sao, rồi mình tính tiếp, được không anh?" Tôi im lặng, vì câu nói của cha con họ là hoàn toàn rất hợp lý trong hoàn cảnh như thế này. Chưa nói đến sóng to gió lớn rồi lật xuồng lật ghe,
Những chuyện thế này mùa nước năm nào cũng có người gặp nạn. Bác trai bước tới vặn chiếc đèn dầu cho ngọn lửa thêm cháy to, rồi nhìn sang tôi hỏi. Trời bắt đầu đổ mưa, một cơn mưa rất mạnh đang đổ xuống ào ào. Cháu ở đâu lận? Dạ cháu ở xóm Gò. Vậy thì xa lắm. Ba con nghe nói nhưng cũng chưa từng đi sang chỗ đó bao giờ. Dạ, cháu có nghe Út Diệu nói ngày xưa bác cũng từng đi lính ở quê của cháu, nên chắc bác cũng biết nhiều người và địa điểm ở chỗ này phải không? Phải rồi, bác từng đi lính và bạn bè ở đây cũng nhiều. Người mất kẻ sống, cuộc sống đổi thay, nên bác cũng không rõ một số đồng đội ngày xưa bây giờ đang ở đâu nữa. Bỗng nhiên, ông nhìn tôi chầm chầm, rồi lấy cái đèn dầu hướng sát về phía mặt tôi mà ngẫm nghĩ như cố nhớ ra điều gì đó. Bác thấy cháu rất giống một người từng là đồng đội của bác, y chang lúc ông ấy còn trẻ, ngày xưa cùng chung đơn vị. À, cháu có biết ai tên là Lê Văn Thời mà hay gọi là ông Sáu Thời hay không? À, là tía của cháu. Sáu Thời là tên của tía. Ý mèn đét ơi, hèn gì giống nhau như đúc vậy à. Nhìn kỹ bác còn tưởng Sáu Thời đang hiện diện ở đây đó chứ. Tía của cháu là đồng đội của bác đây. Út Diệu đang chải tóc nghe xong tỏ ra vẻ vui mừng. Tôi vừa giật mình vừa vui lắm, một nỗi vui bất ngờ thênh thang. Ý, vậy là sau này tía con mình đi về ở xóm Gò, mình có hàng xóm thân thiết rồi hen. Mà ngày mai á, con có đem cá mắm vô đằng xóm Gò biếu cho cô ba. Tía có muốn đi theo đặng thăm lại người bạn cũ là tía của anh Năm không tía? Nghe xong câu cô Út nói, gương mặt tôi như ánh đèn dầu thắp sáng lên một nỗi buồn trong đêm đen sâu thẳm. Ông thì vui mừng gật đầu nhằm tán thành ý kiến. Riêng tôi thì co ro giá lạnh như đang dầm về dưới cơn mưa ngoài kia. Hai tí còn hỏi thăm đủ thứ chuyện. Trong cái nhà sàn nhỏ, âm thanh lộp đợp của tiếng mưa không lấp được giọng nói của cả ba người. Cháu tên là gì? Bác tên Ân, còn gọi là Hai Ân. Cứ hỏi tên bác thì tía bay chắc chắn sẽ biết và nhớ ra ngay thôi à. Dạ, cháu tên là Năm Thuần, cứ gọi là thằng Năm được rồi bác hai. Ông lấy trong túi áo bọc thuốc rê quấn thành điếu cho lên miệng, rồi đốt hút phì phèo. Đôi mắt say sưa đang ôn lại những kỷ niệm trong cuộc đời đi lính bên vạt khói trầm lắng và suy tư. Ông vỗ vai và kể cho tôi nghe về quá khứ của hai người lính trẻ cùng vào sinh ra tử trong thời khói lửa đạn bom. Tôi hiểu và đồng cảm được tấm chân thành của ông, vì bản thân tôi cũng là người đi lính. Chỉ khác ông là tôi nhập ngũ sau này, lúc đất nước đã yên bình. À, thằng Năm nè, mưa to gió lớn như vậy thì biết tới bao giờ cho tạnh. Mà nếu tạnh thì trời cũng quá khuya để chèo xuồng trong đêm, rất là nguy hiểm. Biết sóng to gió lớn lúc nào mà lường hả con? Không ấy bay ngủ lại đây đi, rồi sáng đi cùng bác đến thăm tía cháu có được không? Nhưng mà cháu không về thì tía má lo lắm bác hai ơi. Không sao đâu, cứ nghe lời bác qua đêm ở đây. Hồi đó con Út nó cũng đi bán rau muống ở trong xóm Gò rồi ngủ lại qua đêm. Bác ở nhà cũng lo lung lắm, nhưng mà thà vậy an toàn hơn là đi về. Bây đừng có ngại. Nhưng sao cháu có thể ngủ ở đây được? Bây đang gặp khó khăn kia mà. Cứ để xuồng ở đây rồi sáng mai đi ghe cùng bác về nhà. Dạ phải đó anh Năm, lúc này mà về thì càng nguy hiểm hơn. Anh cứ ngủ lại với tía ở ngoài này, huống gì em cũng từng ngủ lại xóm Gò của anh rồi kia mà. Út Diệu nói xong khẽ cười cười dưới ánh đèn lay lắc, thấy rõ hai đồng tiền trên má thật duyên dáng làm sao. Dạ vậy thôi cũng được, làm phiền bác hai với cô Út Diệu tối nay nghe. Dạ, vậy để em đi giăng thêm cái mùng cạnh tía cho anh Năm ngủ nghe. Ông hai nhìn ra phía cánh đồng mênh mông nước, rồi chép miệng thở dài. Cứ bão tố mưa giông kiểu vậy thì mực nước càng ngày càng dâng cao. Không biết những phận người giăng lưới ở những cánh đồng khác họ đối phó thế nào đây. Thôi, bác hai vào ngủ để mai còn lấy sức đi thăm tía bay sớm. Một lát bây giờ ngủ sao nghe. Dạ, bác hai ngủ trước đi ạ. Ông đi vào trong vặn lớn cái radio, lấy tay chỉnh anten hết hướng này sang hướng khác,
đến khi nào nghe rõ tiếng thì mới dừng lại. Cô Út ở trong buồng đang lục đục gì đó. Tôi vẫn đưa mắt nhìn ra phía cánh đồng tối thui. Mỗi lần sấm chớp rền vang góc trời, tôi lại được nhìn thấy cảnh mùa nước nổi hiện lên trong tầm mắt chốc lát. Lại nghĩ đến chuyện ngày mai cô Út đi gặp cái cô ba, mà trong bụng cứ thấy nó cứ buồn buồn. Chắc có lẽ cô Út đã chịu làm dâu của cô ba kia. Tôi chẳng còn một chút hy vọng nào. Anh Năm. Cô Út gọi tôi hả? Mèn đét ơi, nghĩ cái gì mà như người mất hồn vậy anh Năm? Tôi nghĩ không biết ở nhà tía má như thế nào, chắc là lo lắm. Dạ, em cũng nghĩ vậy. Mà chắc không sao đâu anh, anh có lo lung quá nghen. Cô khẽ cười, nụ cười ấy hiện rõ dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu đang treo lơ lửng trên cánh cửa phía trước. Cô vẫn đậm đà đoan trang trong chiếc áo bà ba màu lá mạ. Cô Út nè, sao cô Út chưa chịu lấy chồng? Có phải cô Út... Dạ, anh nói phải là... Phải cái gì hả anh Năm? Có phải cô Út muốn làm dâu nhà cái cô ba ở ấp giữa đúng không? Dạ, được vậy thì tốt quá rồi còn gì. Em là con gái nhà quê nhà quốc, sao mà dám đòi hỏi gì? Có được một bà mẹ chồng như vậy thì phước đức cho em lắm. Nhưng... Sao vậy cô Út? Dạ, mà em nghĩ chắc con của cô ba sẽ không có chịu em đâu. Ủa, sao cô Út lại nghĩ như vậy? Dạ, thì em nói đó. Em nè, thân con gái quê mùa, mấy anh trai trong xóm dễ gì mà chịu lấy em. Với lại không chừng bây giờ chắc người ta đã có vợ rồi đó anh. Thì cũng có thể anh ấy đã đi lấy vợ. Vậy thì cô Út quên người đó đi và đi tìm người khác mà cưới. Mà cụ thể như ví dụ như tôi nè, tôi cũng là trai trong xóm gò, nhưng mà tôi không có chê gái quê mùa sông nước đâu. Với lại thì ở đây ai chẳng nhà quê. Huống gì nhìn cô Út đẹp người đẹp nết vậy, ai mà nỡ chê cho đành. Anh Năm nè, nói chuyện vui tánh ghê á. Tôi nói thiệt mà cô Út. Dạ, em đâu có biết anh đó là ai đâu mà quên với chả nhớ anh Năm. Ủa, là sao? Út nói gì tôi chưa hiểu. Dạ, thì cô ba cũng muốn em làm dâu, nhưng mà lúc đó con của cổ đi bộ đội chưa về, cho nên em đâu có quen biết gì với anh đó đâu. Vậy mà tôi cứ tưởng cô Út có quen biết. Chắc anh đã lấy vợ rồi, vì vậy Út cũng nên đi lấy chồng đi lại vừa. Ủa, mà sao anh Năm biết anh đó lấy vợ rồi? Thì sao hả anh Năm? Thì tôi là người xóm đó mà, ai mà tôi không biết. Đa số họ lấy vợ hết trơn rồi. Ủa, mà anh Năm, em hỏi anh này nha, anh Năm có vợ chưa? À, tôi chưa có. Mà quay lại chuyện cô Út nè, nói thiệt Út lấy chồng được rồi đó. Lấy ai vợ hả anh Năm? Thì lấy trai trong xóm gò, ai chưa có vợ thì mình lấy. Ví dụ như tôi nè. Dạ, anh Năm lại vui tánh nữa rồi. Ai mà chịu em? Thì sẽ chịu mà. Nếu cô Út đồng ý thì... À, dạ thôi, bây giờ em vô ngủ đây nghe anh Năm. Đặng ngày mai còn đưa tía tới nhà anh Năm thăm bạn cũ. Anh Năm cũng ngủ sớm đi nghe. Cô Út e thẹn đưa tay che miệng cười, lấy chiếc đèn dầu đang treo lơ lửng rồi đặt lên trên bàn thờ. Nhờ có ngọn đèn, bây giờ tôi mới được nhìn thấy rõ ràng di ảnh má của cô Út. Bà có khuôn mặt hiền từ và đôi mắt đẹp. Thì ra cô Út có nét đẹp là sở hữu từ bà. Tiếng mưa đã dứt, cảnh vật xung quanh bỗng trở lại im lặng rồi buồn hiu, lại nổi lên trong ánh mắt đầy. Chỉ còn những tiếng ếch nhái ột oạt vang lên tứ phía, như một bản nhạc dân ca gõ vào đêm là nỗi tha thiết từ thâm thẳm gọi về. Tôi đi vào giấc ngủ và nở nụ cười hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi được ngủ lại ở trong nhà của con gái. Tôi thiêm thiếp chìm vào giấc mộng với những tiếng ếch nhái xung quanh và những tiếng sóng ồ ạt ở phía trước vỗ về. Một sớm mai thức dậy nghe tiếng lạch bạch những chiếc ghe máy chạy qua. Cỏ cây bốn bề ướt đẫm sau trận mưa lớn,
cùng với màn sương của bình minh vừa đến. Phía xa chân trời hừng đông vừa ló dạng. Cô Út dậy thật sớm, tay xách những giỏ đồ lỉnh kỉnh mang theo đi xuống ghe. Bác Hai cũng đi xuống dưới đã từ bao giờ rồi. Cô Út xách cái gì mà nhiều quá vậy? Sao không để tôi xách xuống cho? Dạ, em thấy anh Năm còn ngủ nên không có dám kêu. Em đem theo một ít cá mắm đặng biếu cho cô Ba, với biếu cho tía anh nữa nè. Anh Năm ơi, hồi sớm á, cái xuồng của anh nước vào đầy hết trơn à. Chắc là do cái trận mưa hồi khuya á, tía em mới tát nước ra giùm cho anh xong hết rồi đó. Ồ, cảm ơn bác Hai với cô Út nhiều nghe. Tôi chạy ra sau rửa mặt rồi vội vàng xuống ghe cùng với hai tía con. Cô Út lái ghe thật giỏi. Ở xóm tôi chẳng có đứa con gái nào mà biết đến việc này. Đúng là con gái miền sông nước có khác. Họ không ăn diện hay đua đòi mà chạy theo kiểu thời thượng như con gái ở xóm tôi. Cứ áo bà ba, quần đen tóc xõa, tuy đơn sơ nhưng mà sao dịu dàng quá đỗi. Tôi ngồi trên ghe nói chuyện cùng với bác Hai, và đôi mắt hay dò thám từng cử chỉ hành động về phía của cô Út. Khoảng nửa tiếng sau, chiếc ghe đã tới nơi. Cô Út buộc dây vào cây tràm, hai tía con đi theo tôi để vào nhà thăm bạn. Vừa đến đầu ngõ, cô Út chợt reo lên. Ủa? Ý, mèn đét ơi, chỗ này quen dữ lắm. Ý, đây là nhà cô Ba nè anh Năm. Không, đây là nhà tôi. Dạ không phải đâu, em nhớ chính xác lắm. Ở đằng sau có cái chuồng heo với mấy cây chuối, không bao giờ em quên. Em nhớ in là vậy á. Đúng rồi. Trước kia nhà tôi có nuôi heo, nhưng mà đã nghỉ nuôi cả mấy năm nay rồi. Ủa, nói vậy là... Hả? Anh Năm là con của cô Ba? Đúng rồi. Ha, mẹ tôi thứ ba, nhưng mà tên là Hà. Ở cái xóm này người ta cứ quen miệng gọi má là cô Ba. Trời ơi, mà tôi quên mất tiêu à. Vậy là con Út nó đã biết gia đình của Bay từ trước, còn bác lại là bạn của tía Bay. Ủa, nếu tính ra thì chúng ta đâu có xa lạ phải không Năm? Dạ phải rồi đó bác Hai. Vì lúc đó Út cứ nói cô ba, mà ở đây nhiều bà thứ ba lắm, lại nhà nào cũng nuôi heo, nên cháu cũng không biết là cô Út nói cô Ba nào. Con ngờ ở đâu lại là má của cháu. Cháu cũng quên mất má của cháu là thứ ba luôn. Chắc lúc cô Út tới đây thì cháu đã đi bộ đội mà chưa gì. Thôi, mình vào nhà đi bác. Cái dáng cô tía ngồi đó với gương mặt buồn thiu hướng mắt về phía cánh đồng bên cửa sổ, như đang đợi chờ ai đó. Tôi gọi to: Tía. Tía giật mình chạy ra, rồi ngoái ra phía sau hét lên: Bà ơi, thằng Năm nó về rồi đây nè. Trời ơi, mày đi đâu mà tối qua không về nhà hả Năm? Tía với má bày lo sốt ruột cả đêm qua. Tối qua trời bão, chẳng biết bay có chuyện gì không, cứ phập phòng mà sợ. Cũng tại bão nên con ngủ lại ở nhà bác Hai đó tía. Nè, con đố tía biết đây là ai. Bác Hai lột chiếc nón tai bèo xuống, đôi mắt rưng rưng nhìn tía trong niềm vui sướng dâng trào. Ông đây là... có phải là Hai Ân không? Bác Hai không kìm nén được cảm xúc, ông khóc ra thành tiếng. Hai Ân đây nè Sáu Thời. Hai ông già ôm lấy nhau mà khóc như trẻ con. Họ vỗ vai mà miệng cứ gọi: Đã mấy mươi năm rồi trời ơi. Cô Út cũng xúc động theo, đưa tay vịn vào chiếc vai tôi mà đôi mắt rưng rưng. Má nghe tin tôi về từ nhà bếp lật đật chạy lên: Thằng Năm, trời ơi mày về rồi đó hả con? Cô Út lấy tay lau nước mắt, miệng nở nụ cười khi đối diện cùng má. Dạ phải, là ảnh đó cô Ba. Còn con là Út Diệu nè. Hồi đó đó, cô Ba nhớ không? Con hay đem rau muống sang đây, rồi con có ngủ lại đây một đêm. Cô Ba còn nhớ con không? Ý, mèn đét ơi, trời đất ơi, con Út Diệu đó hả Bay? Trời ơi, Bay lớn dữ không? Mấy em chút là cô nhìn không ra Bay luôn rồi. Còn ông này là ông nào? Dạ, đây là tía con, là bạn từ thời đi lính của bác trai nhà mình đó. Dạ, tôi mời anh với cháu Út Diệu đây vô nhà ngồi chơi nghe. Bà nấu vài món để hôm nay đồng đội tôi nhậu cho say bữa coi. Tôi còn nhớ anh Hai đây rất thích ca giọng cổ nè. Càng uống say anh ca lại càng thấm thía. Cái trích đoạn nào anh cũng làm được hết sảy, càng nghe càng khoái.
Hôm nay tôi muốn nghe lại để nhớ lại cái hồi đó thời chiến tranh khói lửa bên nhau qua mấy lời giọng cổ, được không? Giờ thì già rồi. Nhưng mà anh muốn nghe thì tôi sẽ hát lại cho anh nghe. Dạ không ấy, để con vô trong phụ cô ba nấu nướng nghe. Ôi vậy thì còn gì bằng. Đâu, Út đi theo cô ba nè. Tôi lấy xe đạp chở cô Út ra chợ sớm mua đồ theo những lời má dặn. Chưa bao giờ thấy vui như chính giây phút này đây. Cái điều bất ngờ nó cũng ồ ạt đến như những con sóng đang vọng về mãi miết. Khi đi chợ trở về, tôi chèo xuồng đưa cô Út ra ao hái mấy bông súng mới nở. Cái màu hồng hồng giống hệt bờ môi mọng của cô. Những bông điên điển đang đông đưa theo gió cũng giống tà áo vàng bay lất phất nên thơ cái nét của quê mình. Bấy nhiêu đây em nghĩ chắc đủ rồi đó anh Năm ơi. Mình về để tía má khỏi trông. Có bông súng điên điển với bông sao đũa, đủ nấu tới mấy nồi canh chua luôn rồi đó anh Năm. Mình về. Chiếc xuồng nhẹ nhàng lướt đi trên cánh đồng nước mênh mông. Càng nhìn cô Út càng thấy thương mến làm sao. Cô đi trước tôi theo sau, với mái tóc dài ngược gió cứ phả vào mặt tôi. Mùi hương của bồ kết dịu dàng, mùi con gái cứ len lẻn vào hồn tôi thơm dịu. Cô Út phụ má nấu dưới bếp, chẳng biết nói chuyện gì vui mà hai người phụ nữ cứ cười khúc khích bên nhau. Tôi nghe thật rộn rã. Nhà trên hai ông già cũng đang vui quá xá, cứ kể lại những chuyện xưa đã qua rồi. Những câu vọng cổ cũng vang lên rần rần trong căn nhà nhỏ này. Tía ngỏ ý muốn làm xui gia và được bác hai tán thành đồng ý. Tôi thấy mừng ở trong bụng, cũng chẳng biết ý của cô Út ra làm sao. Tôi xuống bếp nhìn cô Út đang cặm cụi nấu nướng. Má khều tay đi ra ngoài nói nhỏ: "Nè, má hỏi thiệt bây, bây ưng lấy con Út làm vợ không? Chứ má thấy con Út nó cũng chịu rồi đó. Cứ nói với nó thử coi sao. Rồi qua mùa nước này má làm đám cưới cho bây." "Hả? Út chịu con thiệt hả má?" Tao thấy vậy đó. Mà mày cũng phải nói với nó, chứ cứ im ru gà ruồng vậy làm sao nó biết mày có chịu nó không mà nó ưng. Ráng nói với nó đi con." Cả buổi tối đó tôi chẳng biết nói thế nào với cô Út. Út đi ra sau rửa chén, tôi cũng giả vờ đi theo làm phụ, rồi cố tình nói trong sự rụt rè của chính mình: Cô Út nè." "Hả? Gì vậy anh Năm? Anh có gì muốn nói với em hả?" "Cô Út lấy chồng đi cô Út. Cô Út cũng đâu còn nhỏ nữa." "Giờ lấy ai hả anh Năm?" Thì sao? Nói em biết đi. Nếu ai chịu thương em và nói cho em biết, em sẽ lấy người đó làm chồng." Út quay mặt sang chỗ khác đi. Tôi sẽ..." "Trời ơi, cái anh Năm này vô duyên thế ớn hả? Tự dưng người ta đương rửa chén mà kêu người ta dây mặt qua chỗ khác, rồi làm sao mà rửa cho sạch được? Rồi rủi cô ba cổ lại trách con gái gì mà vụng về, thì tội em lắm anh Năm." "Nhưng mà Út ơi..." "Dạ sao anh?" "Tôi chỉ muốn nói, ai mà cưới được Út chắc người đó hạnh phúc lắm đó." "Ủa sao mà hạnh phúc anh?" "Tại cô Út đẹp người đẹp nết, lại còn giỏi giang nữa." "Dạ để em kể chuyện này cho anh Năm nghe nghe. Hồi đó tía em cũng thương má lắm, nhưng mà tía không có dám nói. Tía cứ ấp a ấp úng. Rồi cái má nói nhà em không có đèn, muốn có một cái đèn dầu để thắp sáng cho đỡ lẻ loi. Vậy đó mà tía hiểu được ý của má. Tía mang theo cái đèn dầu sang đưa cho má rồi nói: làm vợ anh nha. Rồi cái má đồng ý liền hà. Tại má cũng thương tía mà. Mấy mối tình ngày xưa đẹp quá hen anh Năm. Nhà em chỉ có một cái đèn dầu, mà ngọn đèn đó cũng chỉ để ở trên bàn thờ của má. Riêng cái buồng em thì nói tối thui hà. Em cũng muốn có cái ngọn đèn dầu để bớt lẻ loi, mà không biết tới chừng nào nữa." Tôi cười rồi im lặng. Bác hai cũng tỉnh rượu hẳn rồi chia tay tía để chuẩn bị ra về. Tôi cũng đi theo cô Út để gỡ cá và lấy chiếc xuồng về. Trời tối nhanh vội vàng, ánh trăng tỏ thấy rõ hết mọi hướng. Chiếc ghe cập bờ, bác hai đi lên nhà, nhưng cô Út còn nán ở lại.
Anh Năm, anh Năm cho em đi gỡ cá với anh Năm nghe. À được. Mà Út có biết lội không vậy? Dạ tưởng anh Năm nói gì, chớ em lội giỏi lắm. À tôi quên cô Út là con gái miền sông nước kia mà. Vậy mình đi. Chiếc xuồng rời bờ đến phía hướng ánh trăng sáng. Trăng in xuống nước lộ nguyên vẻ thanh bình. Chiếc xuồng lúc lắc kèm tiếng cười hí hửng của cô Út. Thì ra cô ghẹo tôi rồi thẹn thùng ngó lơ nhìn về phía cuối trời. Cũng giống ánh trăng chia đôi, một vần trên trời và một vần dưới con nước. Vần trên trời đứng yên nhìn xuống chẳng biết mỏi. Vần ở dưới nước đang mắc cỡ nên mặt nước đã gợn lên lăng tăng nhằm giấu đi cái nét duyên hiền hòa. Nhưng nó cũng sẽ đẹp trở lại khi trời yên bể lặng, mọi thứ nên thơ sẽ lộ ra vẹn nguyên trên cánh đồng nước này. Xong chưa anh Năm? Em lên nghe. Xong rồi đó cô Út. Chà, trăng hôm nay sáng và đẹp quá cô Út ha. Dạ, em dòm trăng sáng mà thấy mình ganh tị quá chừng à. Ủa, sao vậy cô Út? Thì tại buồng nhà em tối thui, em chỉ ao ước có được một ngọn đèn dầu mà chắc... Út nè, rồi cái buồng nhà cô Út sẽ có ngọn đèn dầu để thắp sáng đêm đêm thôi mà. Ủa, thiệt vậy hả anh Năm? Ủa, tôi nói thiệt mà. Chiếc xuồng đã cập vào bờ. Cô Út đi ngang qua tôi để bước lên. Vẫn là mùi tóc đã ướp hương bồ kết nồng nàn, thơm ngát cả không gian. Cô Út đi lên, tôi mở lấy cái đèn dầu trong khoang xuồng rồi giấu phía sau lưng. Ơi mà cô Út ơi, khoan đã. Út quay lưng lại, đôi mắt đượm buồn thấy rõ dưới ánh trăng. Dạ gì đó anh Năm? Tôi chạy đến nắm lấy tay cô Út rồi đưa cho cái đèn dầu. Út làm vợ anh nha. Út lấy tay đón nhận rồi khẽ cười trong gương mặt rất tươi. Út cầm chiếc đèn dầu gật đầu rồi bỏ chạy lên nhà trong ngần ngại chín đỏ. Chỉ còn vọng lại một câu ngắn gọn: anh Năm về cẩn thận nghe. Tôi sung sướng và mừng đến hét lên rồi cười như một đứa trẻ con. Con nước trên cánh đồng bao nhiêu thì bụng tôi cũng mừng đến bấy nhiêu. Trước khi xuống xuồng để trở về, tôi nhìn lên trên nhà thấy cô Út còn nép mình sau tấm vách nhìn tôi cười cười dưới ngọn đèn leo lắc. Tôi xuống xuồng chèo đi rất vội vàng, nó lướt nhanh như ghe máy đang chạy. Tôi mừng quá nghêu ngao ca lên mấy câu vọng cổ, tiếng hát vọng xa xa như đang khoe cho cảnh vật xung quanh biết nỗi mừng vui từ trong tâm tư của mình. Ngoài tít tắp trời là ánh trăng thắp sáng cả một cánh đồng mùa nước nổi, nhưng chẳng bao giờ sáng hơn cái ngọn đèn dầu của tôi vừa trao gửi cho nàng. Rồi từ đây nhà cô Út sẽ có hai ngọn đèn dầu, một ngọn là bác hai và một ngọn là tôi. Chiếc xuồng đã tới nơi, tôi buộc dây vào cây tràm, mừng quýnh lên chạy một mạch về nhà mà quên cả lấy cá. Nếu dìa tía má mà có hỏi cá giăng lưới đâu rồi thì tôi sẽ trả lời rằng: tía má ơi, con đã dính được một con cá to đùng. Ở ngoài kia chỉ còn lại ánh trăng già và từng đợt sóng cuộn, chúng liên tiếp nối nhau như âu yếm vỗ về. Thank you.